Và tiếp tục em chứng mời các bác nghe chất âm của con dòng Marantz, vẫn là Marantz nhưng mà Marantz dòng bé em nha các bác, vẫn chạy hoạt động mạch class A và em nó có ngoại hình ngầu hơn video trước của con BM4 Isotech. Thì con Marantz BM74D này đánh lo Mỹ, lo châu Âu và đặc biệt thiết kế nó rất là đẹp, chỉnh bát chép cho từng vế nha các bác. Công suất khỏe chạy 8 sò. Và phối ghép với nó là cặp loa vẫn là 4312, dòng loa rất là được anh em ưa chuộng, tiếng hay, nổi tiếng ở phân khúc trên 20 triệu một tí. Thì bên em đang phân phối giá là 20 triệu 500 ngàn là bao gồm phí ship, bác nào chuyển khoản đủ thì bớt 300 ngàn. Còn ly là giá 10 triệu nha các bác, em đi mời các bác đi vào tới gần con ly để xem đồ đẹp của nó nha. Đây, mời các bác cùng xem đồ đẹp của nó nha. Còn phía dưới là con 67 Alpha DR, con này giá 8 triệu rưỡi, là con Marantz BM74D. Đấy, các bác thấy độ mới của em nó nha, rất là mới luôn nha, mới kiến công luôn nha các bác, giá 10 triệu nha. Bác này chuyển khoản đủ em bớt 200 là còn 9 triệu 8, đã bao gồm phí ship, độ đẹp và những sản phẩm em tuyển về để phục vụ các bác. Thì hàng là bảo hành zin và chắc bãi cho các bác, nên là các bác thấy độ đẹp của sản phẩm đáng chắc bãi cho các bác này. Hai gỗ ốp sườn nha các bác, xa nó là 46 cm và cao khoảng 17 nhé. Máy hoạt động hoàn hảo, sau đây em mời các bác cùng nghe. Có tai nghe thì có thể dùng tai nghe mình nghe cho nó rõ hơn nha. Đặc trưng ở dòng BM của Marantz thì tiếng bass rất là mềm,